Hello, xin chào các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay đây mình có nhận được chiếc Samsung J7 Prime. Và tình trạng là máy đang này, các bạn nhìn này, máy đang bị chảy mực này. Đây. Chảy mực ạ. Máy đang chảy mực ở màn này, màn đang chảy mực. Đây. Và hôm nay mình nhận của khách và họ vừa gửi cho mình xong. Và bây giờ thì mình mật khẩu thì mình lại không có rồi. Vừa quên thì mình không hỏi mật khẩu. Và bây giờ mình sẽ thay màn hình chiếc Samsung J7 Prime này cho các bạn xem luôn nhé. Màn hình J7 Prime này thì theo mình thì các bạn bạn nào mà đam mê công nghệ cũng có thể đấy. Đây. Các bạn cầm một cái banh mỏng, một cái sắt mỏng chọc vào đây nhé. Màn này thì đã hỏng sẵn rồi thì các bạn có thể là khóa máy vào, không phải tắt nguồn đâu. Các bạn chỉ khóa máy vào. Các bạn nào cẩn thận thì nếu mà chưa quen thì các bạn chỉ tắt nguồn đi. Đấy, tắt nguồn đi. Còn bạn nào mình như mình làm quen thì không phải tắt nguồn. Mình sẽ mở màn đấy cho các bạn xem được này. Mình sẽ lách đây. Đấy. Đấy, này. Bạn nhìn chưa? Đấy. Các bạn nhìn chưa? Màn chảy tung tóe lưng mực luôn. Màn J7 Prime này ép kính rất nhiều anh em coi như là bị đền oan vì cái màn J7 Prime này. Họ thiết kế rất là mềm. Không như màn này là màn phản quang, họ thiết kế rất là mềm. Nên anh em ép kính rất nhiều anh em bị dính tình trạng coi như là phải đền màn. Đến như mình đây thì mình cũng dính rất nhiều rồi. Bây giờ mình có ép rồi, mình vỡ là mình thay. Nhưng mà vẫn phải làm các bạn, chứ không thể không làm được. Kể cả vỡ vẫn là này. Đây, vâng, như vậy mình đã nhổ một chiếc màn J7 vào đây rồi. Đây. Cứ động chỗ nào là cháy mực chỗ đấy. Màn này vỡ kính vụn, anh em rất dính rất nhiều nên không thể nói trước được cái điều gì. Riêng là màn hình Samsung, nhưng mà riêng đối với con này là rất là kinh khủng, rất là đáng sợ. Đấy, như vậy thì mình đã tháo ra xong đây rồi. Đấy. Đấy, như vậy thì các bạn chỉ vẫn cầm keo, các bạn chỉ bôi xung quanh cái này và các bạn có thể gắn vào, có thể tự gắn vào được. Các bạn đang nêu vạch được đây và đây, màn đây là mình đã mua sẵn rồi và mình sẽ thay thế màn. Và màn này thì mình mua chỉ vài trăm ngàn thôi. Đây các bạn mua không phải tháo máy nữa. Các bạn sẽ nhấc màn hình ra là các bạn thể thay được. Đấy. Đấy, vâng, như vậy là màn hình mình đã lên nhé. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Màn hình Samsung J7 Prime rất rẻ nhé. Mình mua chỉ vài trăm nghìn ngàn thôi và các bạn có thể tự thay được. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ vệ sinh và gắn luôn màn hình vào cho các bạn xem. Đấy, thay màn rất là đơn giản. Mình sẽ vệ sinh qua cái thân máy để cho sạch sẽ. Các bạn xem video của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình sẽ làm nhiều video các bạn xem. Con này là máy của khách nhé. Mình vừa nhận được xong. Chạy không có mật khẩu. Và bây giờ mình sẽ lấy keo bôi vào. Đây. Và bây giờ thì mình sẽ lấy keo mình bôi và gắn lại chiếc màn hình nhé. Và đây máy đen thì mình sẽ dùng keo đen. Vâng. Phần này mình sẽ bóc ra nhé.
mình sẽ bóc ra. Phần này mình bóc góc nút ra. Đây, màn hình đỡ dày để dán lại được nhưng mà không nên. Đây mình bóc ra, mình sẽ lắp vào. Đây. Đây. 1 2 3 4 5 6. Đấy, như vậy thì mình đã gắn thành công. Bóc cái này ra. Đây. Và mình sẽ lấy chun. Và mình sẽ lấy chun mình buộc vào nịt vào. Đây máy này của khách chắc là cũng bảo ngồi rơi, cũng bảo ngồi tì vào, chắc là con gái ngồi tì vào. Đấy, mình buộc ra cố chắc chắn một tí. Vâng, như vậy mình đã hoàn thành chiếc lắp ráp chiếc thay màn chiếc Samsung Z7 Brite thành công. Và các bạn nhớ thấy kênh mình hay, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và xin chào tất cả các bạn ạ.